cả nhà cả bếp đổ hết luôn. Lúc đó là cái diễn biến như thế nào đấy bà? Bà kể cho con nghe với. Lúc ấy cũng ngu lắm, chẳng nghĩ ra là để đi chạy cái gì cả. Còn cứ đứng đi chụp ảnh với lại cái ấy cơ. Cứ thấy nước lên nhanh quá thì bắt đầu nhà thì nhà họ đằng kia thì họ chạy rồi. Thế xong là mình đi chạy cho họ xong đến lúc mình về nhà mình là nó rú, nó gầm như là máy bay nó sắp hạ cánh ấy. Ủa thế luôn lắm. Vâng. Thế gia đình cũng không biết nói gì hơn, cũng xin là chân thành cảm ơn tất cả các anh cũng như là các mạnh thường quân. Cũng như là kiểu toàn, như là toàn nước ấy đã ủng hộ để mà cứu vớt những cái người lụt lội như là. Em cũng đang trên đường đi vào Tân Dương. À đây, thế thì mời Khánh đi vào đây. Ở trong này có mấy trường hợp khổ lắm, mình cũng dẫn được nhiều đoàn đến đây để từ thiện. Sư thầy hôm qua vừa ở chùa Quán Âm về ra. Thì ở trong này có một gia đình cũng khổ hơn. Đó là có con bị tai nạn nặng với lại là một cháu bị bại liệt mà mất hết nhà rồi. Bây giờ phải nằm đất nhờ một cái gia đình, nhà cái bạn này là đang có gần chục gia đình ở vào một cái túp lều thôi. Vâng. Rất là khổ, nếu Khánh chưa biết, đi được ngoài đường này thì không biết được đâu. Dạ dạ. Thì có tí nữa vào đây cất xe mình đưa đến thôi. Làm vâng vâng vâng. Thì đó thực tế hơn. Dạ dạ. Thế thì chỉ dẫn đường để tí ra kia mời Khánh giúp đỡ Khánh cũng được, không sao cả. Vâng vâng. Để cho đi làm chương trình cho nó thực tế. Vâng vâng. Để có một hai gia đình rất chi là khổ. Vâng vâng. Và nhiều gia đình còn khổ hơn thế, nhưng nói chung là những cái gia đình kia người ta tuyệt quệ hơn. Dạ dạ. Còn điểm nữa. Vâng vâng. Thì mong Khánh giúp đỡ cho gia đình nhà hai cái người đấy. Còn vâng. Mọi người ngoài này thì tất nhiên là mất thì mất rồi. Vâng. Nhưng kia đã mất rồi nhưng lại còn có con tàn tật nữa. Dạ dạ. Xong hàng ngày lại còn phải mua thuốc rất là đắt tiền cho con uống, để không thì nó lên cơn co giật, nó cứng đơ người lại ấy. Vâng vâng. Thì mời Khánh vào xem thực tế. Dạ dạ vâng gia vâng. Đình một chút. Ok chị, dạ cảm ơn chị đấy. Chị em mình đi vào kia thì mình cắt xe, mình có thể là đưa Khánh đi cũng được. Vâng vâng vâng. Thì giúp đỡ nhau. Vâng, trong hoạn nạn này mình lá lành đùm lá rách, mình cũng rách rồi nhưng người ta rách hơn. Tí nữa mời Khánh qua cái đoạn này, người ta đây là không phải sạt đâu mà người ta múc để giải phóng cái chỗ số đất này, nó đông quá, nó nhiều quá, sợ nó sạt thì người ta chắn đường theo thời gian thôi. Vâng vâng. Không lo đâu. Dạ 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 vâng. Nhá, xong vài kia thì mình xin hướng dẫn để cho Khánh và hai cái gia đình đó. Dạ dạ vâng vâng. Dạ cảm ơn chị nhé. Dạ dạ dạ. Ở chị đi trước rồi Khánh sẽ đi theo sau. Vâng nhé. Vâng vâng vâng. À, quý vị thân mến, Khánh cùng với bạn Huy, anh em đang đứng đây để chờ để thông đường quý vị. Hôm nay thì Khánh đang có một cái lịch là đi đến xã Tân Dương của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Bởi vì là trong những ngày vừa qua thì Khánh nhận được rất là nhiều thông tin từ địa phương, từ những khán giả theo dõi chương trình của Khánh, có chia sẻ về những cái sự thiệt hại rất là nặng nề của bà con ở tại xã Tân Dương quý vị ạ. Và cái điều đặc biệt nữa là sáng ngày hôm nay thì khi mà Khánh vừa ăn sáng xong đấy thì Khánh lại tình cờ là gặp một cái người phụ nữ cũng nhìn thấy xe của Khánh và xe dán cái băng rôn là team Hà Huy Khánh, team YouTuber Hà Huy Khánh trở lại miền Bắc đợt 2, hướng về miền Bắc đợt 2. Cho nên là chị ấy lại tìm chia sẻ về cái sự mất mát của gia đình. Thì đang trên đường lên thì đang dừng xe ở đây thì lại gặp một cái người phụ nữ. Gặp một cái người phụ nữ là chị ấy lại nhìn thấy xe của Khánh và chị bắt chuyện và chia sẻ. Nói rằng là ở chỗ gần chỗ chị có hai gia đình bị thiệt hại rất là nặng. Đấy, mà không chỉ thế mà còn ốm đau bệnh tật nữa, rất là thương. Cho nên chị muốn là mời Khánh, chị dẫn đường và mời Khánh đi đến thăm hai gia đình đó để xem có kết nối, có giúp đỡ gì được hay không. Thì đây cũng là một cái duyên quý vị ạ. Chúng ta đến với đồng bào vùng lũ lụt và
không phải là chỗ nào thì các đoàn thiện nguyện chúng ta cũng có cái duyên, có cơ hội để tiếp xúc được. Thì ngày hôm nay nghe cái câu chuyện của chị gái này thì Khánh mời quý vị chúng ta sẽ đồng hành cùng với Khánh, và chúng ta sẽ hành trình và chúng ta sẽ đến xem có kết nối giúp đỡ gì được cho họ không quý vị nhé. Cảm ơn quý vị, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Quý vị thân mến, ở cái video trước thì quý vị chúng ta đã đồng hành cùng với Khánh, cùng với chị Thủy, một người dân ở khu phố 2, thị trấn Phố Ràng. Chúng ta đã đến và đã chứng kiến những sự mất mát của người dân nơi đây rất là nặng nề quý vị ạ. Và Khánh đã thay mặt cho quý vị giúp đỡ cho 7 hộ gia đình, mỗi một hộ gia đình là 5 triệu đồng rồi. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với cái câu chuyện chính mà chị Thủy kết nối cùng với Khánh. Đầu tiên là chị Thủy kết nối với Khánh là để đến thăm cái trường hợp này. Đấy, chị nói rằng là rất là đáng thương, trong một cái hoàn cảnh gia đình thì đã bị lũ lụt, nó gọi như là nó làm sập nhà sập cửa, mất hết của cải rồi, nhưng mà trong cái câu chuyện đó thì nó còn rất éo le nữa, cho nên là muốn mời Khánh đến tham quan. Nhưng mà trên đường đi thì Khánh nhìn thấy những cái đống đổ nát, cho nên là ghé chân dừng chân lại một chút để xem đấy, và sau đó thì cũng thay mặt cho quý vị để giúp đỡ. Thì bây giờ là chúng ta lại tiếp tục hành trình, và trước khi đi đấy thì Khánh nhìn thấy ở chỗ này là một cái đống hoang tàn, nhìn trông rất là thế thảm luôn quý vị ạ. Đấy, cho nên là dừng chân lại đây một chút. Ở trước đây là cái chỗ này là cái gì đấy chị Thủy? Chỗ này vừa là hộ gia đình, vừa là cái xưởng sửa ô tô của họ. À, thế mà khi nước nó lên nhanh quá thành ra là cũng không có cứu được cái đây, gì à? Mình xuống đây mình xem cái chân, cái nó tàn phá của cái chân ở dưới sông. Ở đâu? Đâu, mình ui xem đây là nó như thế này mà nó đây. Sụt tất cả xuống như thế này. Đây cũng là một hộ gia đình và cũng là cái xưởng sửa ô tô của họ đấy ha? Đấy. Ai chà. Họ mất mát cũng rất là lớn ở cái khu vực này. Thì kia hoang tàn hết. Chúng ta hết. Nhìn thấy bên nó kia, đổ nát hết. Kia chỗ kia chính chỗ kia là một hộ gia đình chết 3 người kia, ông cháu kia. À, bên à? Sông. Nếu mà có đi thì đi ra bên kia, nếu mà mai mình đi được không? Bây giờ đi được không? Bây giờ đi được nhưng mà mình phải quay ra đèn xanh đèn đỏ để mình sang bên đó. À. Chỗ cái nhà mà cái chị mà tí nữa mình xác minh đấy. À. Đó thì chị đấy là cái nhà để đầu để đi sang là đây. Là ba ông cháu là chết ngay chỗ đấy, đó luôn. Đấy, cái nhà vẫn còn đó đấy. À, bây giờ còn ai ở đó nữa không? Còn một người con trai mà đang thờ hai đứa cháu và bố mình. Ôi trời. Mẹ thì đang nằm ở bệnh viện cấp cứu cũng trong cái trận đấy. Câu chuyện đó là hôm đó là như thế nào chị? Câu chuyện đó thì đấy cũng như là ở bên đấy cũng nổ một tiếng nổ như cái trường hợp lúc nãy của mình kia. À. Nhưng ở đối diện của cái nhà đấy thì một tiếng nổ kia, cái chỗ đất kia kìa. Vâng. Nó nổ ra như thế thì nhà cộng với nổ xong thì nước sông này nó đánh hết xuống sông này thành à. Một cái lực sóng rất là mạnh. À. Mà cái nước ở dưới sông lúc đó nó đập lên nhà, mà cái ngôi nhà đấy sập. Xây bằng gạch như thế này mà sập. Thì trong đó có một ông cụ, ông ấy chống tay xuống như này để ông đỡ cháu. Thì hai người cháu lớp 2 và lớp 5 ở bên tay này thì sống, còn hai người cháu ở trong bụng ông thì chết. Ồ. Trong đó ông bị một bức tường nó đập vào đây, chắc là có lẽ là bị dập phổi. Ồ. Thì là ông cũng chết luôn cùng hai đứa cháu. Mà trong khi đó dân bới lúc đấy là trời rất mưa rất là lớn. Thế là thành ba ông cháu chết mà. Thì chỗ này cô lập hết nước vẫn lên mà. Vâng. Thì người dân đã trèo từ cái quả đồi bên kia sang bên này để bới xác chôn, thì lúc đó là chôn tay bo, chôn không có quan tài. À. Chôn không có toan tài, 4 ngày sau nước rút mà mọi người hỗ trợ quan tài vào thì bắt đầu mới moi ba ông cháu lên. Ui dồi ôi. Để cho vào quan tài để chôn tiếp tục. Thì đó là một cái trường hợp rất là đau thương. Tội nghiệp thì thế. Những cái đoàn về đây thiện nguyện đầu tiên thì chị cũng rất là hăng hái xung phong để dẫn qua đó. Vâng. Và trong đó thì có cả những cái trường hợp mà không sang được đường này thì đã nhờ thuyền và ca lô cho sang để lấy nước thực ăn. Ồ. Vì là có cả trẻ con trẻ nhỏ ở đó. Tội nghiệp thì thế. Trong cái lúc khó khăn ấy thì mình cũng chẳng nghĩ gì, mà nhà chị thì cũng con nhỏ thôi. Ừ. Con cháu mới có 3 tuổi thôi mà nguy cơ sạt lở mà nước ấy cũng rất là bỏ hết cả công việc nhà đấy. Vâng. Để sang giúp đỡ, cái giúp đỡ để mang cái ăn sang trước lại là vâng. Đi bằng thuyền. Thì bây giờ nói lại thì rất là xúc động vì là nó cũng qua gần 20 ngày đây rồi, nhưng mà nghĩ đến cái cảnh mà chôn bo con người xuống xong lại bới lên chôn tạm xuống ấy. Vâng. Thứ nhất là sợ nó lên một lần nữa thì này, trôi mất xác thì đào tạm xuống để giấu xuống đất. Sau vâng. Đến lúc chính quyền địa phương hỗ trợ quan tài thì bắt đầu là moi ba ông cháu lên cho vào đấy nhìn thương. Trong đó lớp 2 thì nhỏ xíu thôi, cháu nó vẫn còn nhỏ. Tội nghiệp quá. Thế là cái trường hợp đấy là rất là đau. Vì là lại là dân tộc người Mông nữa. Dạ. Thế là cái hiểu biết với lại dân làng không tiếp cận được. Thì chỉ có mấy hộ trèo qua cái quả đồi kia xong sang giúp đỡ gia đình. Vâng. Xong là
trong kho đó đấy. Còn bà bị tai nạn chấn thương như thế nữa lại không đi viện được. Vâng. Thương quá. Tội nghiệp quá, nghe đấy, chị Thụy nghe chị Thụy kể mình về mất thì đã đành rồi, mất nhà mất cửa đã đành, nhưng mất người ba ông cháu nhà bên kia bị lũ đánh sập nhà, sau đó ông thì ra sức để gọi là che chở cho cháu đấy, cứu được hai cháu đấy, không thì mất nốt hai cháu thành năm ông cháu luôn, che chở cho bốn đứa cháu, nhưng mà cuối cùng thì chỉ cứu được hai thôi, còn hai đứa còn lại thì là bị sập nhà và quá, và ông đè lên cháu, ba ông cháu chết ở trong lòng nhau, đau thương quá quý vị. Ngày mai em nhờ chị dẫn em đến đó nhé. Mai chị dẫn em sang bên đó. Bên còn bây giờ thì mình sẽ đến cái hoàn cảnh mà bây lúc này chị nói em, về. Bây giờ mình vào nhà cái cô này có bốn người con, nhưng trong đó có một cháu bại liệt từ năm sinh năm 2000 hay sao ấy. Dạ. Bại liệt, trong khi đó nhà thì sập hết rồi, không còn chỗ ăn chỗ ở, bây giờ phải ở nhờ cái nền nhà của nhà cái cô hàng xóm. Tội nghiệp quá. Và một cái trường hợp đó là ông bà già 70 mấy tuổi rồi nuôi một cậu bị tai nạn bại lão và bị liệt chân không đi được, trong khi đó mà ông thì vừa tuần trước này có một đoàn cứu hộ và cho đồ, ông vội vàng chạy sang đường lại bị xe máy tông đi viện tiếp. Ui giời. Thì trong cái vụ này có một người con gái chuẩn bị cưới cũng tai nạn ở trong cái vụ nhà sập đấy. Vâng. Thì em nó đi viện rồi, còn một mẹ già và một ông bố già nuôi cái cậu bị tai nạn cũng liệt nửa người đấy, cái bãi đấy. Vâng. Tại vì chị cũng dẫn mấy đoàn vào trong thực phẩm. Đấy. Rẽ vào đây đúng không? Đúng rồi. À, cái nhà mà bị sập một nửa đấy ha? Đấy. Đây, bên lối lở nổ bên kia mà sang bên này đây. À, ở đây chỗ này đầu xe thì yên tâm rồi. À. Ây chà. Đấy, bây giờ mời... Cái nhà bên này đó. Đó, bên sông đánh bên này vỡ nhà. Kiếp về. Đây, chú xuống xem bên sông. Đây, bên sông kia. Lổ quả đồi kia mà đánh cái nhà này vỡ. Đâu? Đây, nổ quả đồi kia. À, nộ qua đồi mà phía kìa, bên kia mà nước bắn xuống sông đánh vào cái nhà này gãy. Khiếp à? Ồ. Cô ấy bảo là đi lên đây đứng nhìn cho cô ấy nó bảo là sinh động. Cô ấy bảo là tưởng là máy bay cứu trợ đến. À. Cô có nói là tưởng là máy bay cứu trợ đến để cứu dân. Xong rồi là máy bay rơi. Máy bay rơi. À. Đấy, cô nói y như thế. Ôi. Khiếp, hôm đó là nước ngập lên trên này luôn à? Đó, nước ngập lên trên này đó. Nước ngập lên hết cả đống cát này luôn à? Lên hết cả đống cát, nhà này ngập lên tầng 2 kia. Và cái sạt núi phía bên kia. Đấy, lổ bên đó. Mà nó bắn sang đây, nó bắn vào cái nhà này gãy. Cameraman nhìn có nhìn thấy quả núi không? Có. Có bị sạt lở. Tức là sạt lở núi bên kia nó úp xuống, nó đấy, đánh sóng, nó dạt nước sang bên này. Gãy cái nhà này. Sập nhà này luôn. Đúng. Khiếp thế luôn à? Chính xác nó là như thế đấy. Ôi trời. Đấy. Và cái nhà này là nhà bị gì chị? Đấy, nhà này là vừa là bị sập nhà mà vừa con bị vừa nhà con bị tai nạn, và bố thì hai ông bà con già con bị tàn tật hay là bị tai nạn? Bị tàn tật, tai nạn dẫn đến tàn tật. À. Mà đây. Chờ tí để xe đi qua rồi chị ơi. Dạ. Em dẫn vào. Vâng. Ông bố ông đấy, nhà của ông thì nhà nào? Đây, nhà ông đây, ông ở nhờ trên cái xưởng này, là xưởng gạch của nhà nước. À. Của huyện chị. Vâng. Cái xưởng này người ta làm gạch. Vâng. Và đây là nhà của cái chủ nhà này ở đâu? Cái chủ nhà ở đây, bà đây. À, bà đó. Bà đây, ông đây và vâng, cậu con kia. Cậu con đâu? Đây, chú vào đây. Chết rồi. Ôi, nhà sập tan tành rồi, còn gì nữa đâu hả? Chị Thủy hả? Không còn gì nữa. Vâng. Dạ. Bà ơi, bà ra đây cho chú trò chuyện tí. Trò chuyện với bà một chút ạ. Nhà sập hết rồi cả nhà này, tan tành hết rồi. Con chào bà. Chào dạ, dạ vâng. Phải nói chào cô cho trẻ chứ chào bà nhìn trông nghe nó già già bà hả? Cũng già. Tóc bạc phơ rồi. Vâng. Dạ. Con nghe chị Thủy chia sẻ là nhà bà vừa rồi bị sóng đánh sập nhà gãy nhà đây, luôn. Sập hết đây bà các anh, sóng trôi hết các thứ, không còn gì. Vâng. Có ít ngô mà làm về còn chưa mới phơi xong đẻ cũng không chạy được, coi như lung tung phèng nó mọc linh tinh đấy. Từng bao quế khô rồi các kiểu coi như là mất. Hôm hết đó là bà đấy. Nhà bà đây là nhà mấy gian đấy? Nhà ba gian. Vâng, đây nhà từ chỗ này đây này. Nhà ba gian nhìn kiên cố, nhìn chắc kiên chắn. Kiên cố đấy, mới lại một cái bếp kia kìa. Vâng. Đấy, cả nhà cả bếp đổ hết luôn.
Lúc đó là cái diễn biến như thế nào đấy bà? Bà kể cho con nghe với. À, buổi sáng thì nước nó lên đằng kia thì chúng tôi thì đi đi hộ nhà họ. Thì cũng cứ đi khuân đồ cho họ ấy. Cứ tưởng mà mình cũng chưa nghĩ là bao giờ nước nó lớn lên như lớn lên như này. Vâng. Thế đến lúc chạy cho họ xong mình về đây thì thấy nước đã đến chỗ gốc xoài rồi. Đến chỗ sập nền. Đấy, cái chỗ kia kìa. Thế là mình vẫn cứ không nghĩ ra làm sao, lúc ấy cũng ngu lắm, chẳng nghĩ ra là để đi chạy cái gì cả, còn cứ đứng đi chụp ảnh với lại cái ấy cơ. Ôi giời ơi. Thế xong vâng. Thế xong là đến còn, lúc còn đi chụp ảnh nước lên nữa. Vâng. Bởi vì lạ quá đúng không? Vâng, chưa thấy bao giờ mà. Thế xong đến lúc nó lên đến cái luống rau muống này thì tôi lại mới rắc một luống cải với một luống hạt mùi, còn đi lấy là cái chỗ tấm nào? Chỗ này này, thế bây giờ nó lên bồi lên đấy. Thế xong lại còn lấy về đậy cái luống rau. Thế xong vâng. Cái luống rau khỏi nước vào nó hư rau á. Vâng. Ai giời. Thế chứ xong đến lúc bắt đầu mới vào cứ thấy nước lên nhanh quá thì bắt đầu nhà họ đằng kia thì họ chạy rồi, thế xong là mình đi chạy cho họ, xong đến lúc mình về nhà mình là cứ tưởng là không nó không lên nữa ấy. Thế đến lúc là nhà mình nước nó lên đến đây, nó lên dần lên lớn lên thì là thôi có hai ông bà già mới lại một đứa con gái với một cái thằng liệt kia thôi. Vâng. Thế xong là may lại có cái thằng con rể gọi là nó là rể sắp cưới thôi. Vâng. Hôm mới hai đứa là mới đi chụp ảnh cưới để tháng này là cưới này. Vâng. Thế xong là bắt đầu nó mới về đây thì là tối hôm nó ngủ ở đây thì là thì thấy thì là bố nó mới gọi là bảo là thôi chết rồi đi về để kê tủ lạnh rồi thì kê tivi mới lại máy lọc các kiểu cứ đi kê xong lại đi kê ngô xong đến lúc gọi các anh xuống kê hông ngô hộ thôi. Theo kê là cứ thấy nước lên đến lúc nước lên vào đến nhà lên này thì vào cứ chả biết làm là cứ đi kê những cái đồ đấy cứ tưởng là rồi nó sẽ rút đi. Vâng. Thế xong đến lúc là coi như là đến gần đến chiều thì nước lên hết rồi là coi như là các cái thứ là nó ngập nhà luôn rồi. Ngập thế là mới chạy sang bên này. Chạy sang bên này thì là lại khênh tủ lạnh các cửa kiểu sang bên này. Sang bên bên cái xưởng này này, đấy cái tủ lạnh mấy cái thứ kia để ở kia thì nó giạt vào trong kia. Thế còn cái máy giặt mà đang để lù lù ở đây này thì để chỗ kia thì nó lại giạt vào cái chỗ mà nó xịt sụt kia thì bây giờ còn hỏng hết. Còn cái tủ lạnh thì nó lại một cái thì trôi hẳn ra đằng kia. Thế nước lên thì cái thằng cu nhà tôi nó liệt kia thì mới nằm ở cái chỗ cái phản đấy. Vâng. Thế là các anh ở bên này, cái chú, cái anh béo ở bên này mới lại cái một cái chú bên này. Thế mới sang là mới bảo là để cho nó lên trên nhà cõng nó lên chuyển đi. Vâng. Thì lúc bây giờ nhà tôi cũng bảo là chưa thấy bao giờ mà nước lớn như này mà cõng nó đi. Thì mới đầu còn cứ bảo là cho làm cái sàn kia để cho lên kia. Vâng. Thế đến lúc bảo là thế anh mới bảo là thế nếu mà cho nó lên đấy mà đến lúc không ấy thì ai cứu. Vâng. Thế là bắt đầu mới cho anh ấy cõng. Anh ấy cõng nước đến đây, cõng cái thằng này qua cái chỗ này thì chú này cái không, lúc ấy là cái chỗ đây này, cái bờ rào chỗ này thì cái bờ rào đồi đấy. Đây bờ rào nhà tôi là bờ rào B40 mà để trồng rau, tránh gà. Thế là một chú thì dập bờ rào, còn một anh thì cõng thằng kia thì nó lại liệt cả hai chân hai tay, thế là nó không bám được thì lại cái thằng em rể thì đi đằng sau bên ít. Vâng. Nó ướt hết. Vâng. Mà trời thì mưa to, xong anh mới lại dập một cái bờ rào B40 kia nữa, xong mới cõng ngược đồi kia. Vâng. Nó mới lên, xong mới sang cái nhà cô bên kia để cho nó lên. Thế hai vợ chồng nhà tôi với hai vợ chồng nhà cái con sắp cưới trèo lên cái chỗ cái đấy, cái tròn tròn như kìa. Đâu cái tròn tròn nào? Cái tròn chỗ tròn để họ quay xi măng họ lấy ra ngói đấy. Thế là bắt đầu chú. Vâng, thế mới cứ thấy nước nó lớn lên qua cửa sổ rồi. Vâng. Thế là bố nó mới hỏi là bảo là nhà tôi đấy mới hỏi là thế thằng Tuấn có biết bơi không, mới hỏi cái thằng con rể đấy, thằng con rể mới bảo không biết bơi. Ôi dồi. Thế là tôi cũng không biết bơi, thằng con gái không biết bơi, mỗi mình ông biết bơi. Thế bảo thế thì xuống ngay. Thế là bắt đầu mới xuống là đi lội lại, cũng lội tắt cái chỗ này để lên nhà cái cô trên này. Vâng. Lên trên nhà cái cô trên này độ khoảng được 15 phút thì coi như là nó cứ như là một cái máy bay nó rú ấy, thì cứ tưởng là người ta bảo là vỡ đập ấy, thì là cứ tưởng là người ta đến cứu hộ cơ. Vâng. Nó rú, nó gầm như là máy bay nó sắp hạ cánh ấy. Ủa thế kinh lắm. Vâng, xong đến lúc cái rú là nghe tiếng rú ở đâu đó à? Hay là nó nghe ngay ở đây này, xong bắt đầu vâng, xong bắt đầu nó lổ như cái kiểu nó rú, xong nó lổ cái đồi bên kia kìa. Đấy. Tức là nó rú giống như là tiếng của máy bay hú. Vâng. Thế là nó lổ mà đến nước nó tóe lên trên nhà cô kia cơ mà. Thì nó lổ với quả đồi ở bên đấy, kia. Đấy, lổ quả đồi bên kia. Rồi đất nó ụp xuống dưới sông. Nhà tôi chính diện là nó mới sập. Xong rồi là cái lực của đất đá ở trên kia nó tạt nước. Vâng. Nó đẩy sang bên này là làm nhà cô sập luôn. Vâng. Thế là cái anh mà anh ấy cõng cái thằng cu nhà tôi lên thì anh lại về, anh lại đi bên này cũng có một cái anh liệt. Thế là anh lại sang đây anh ấy cõng cái anh liệt bên này lên trên tầng 3.
thì cái đứa con gái nhà cái cô này thì lại bị tai nạn. Thế xong bắt đầu cõng được cái anh Liệt xong thì nước coi như là nó lúc ấy là nó sập cái núi đấy, nước nó tràn về mới đấy. Thế là anh mới bảo anh mới bơi từ đấy anh bơi về, anh bảo cứ tưởng nhà tôi là vẫn còn ở trên này là chết hết rồi ấy chứ. Vâng, anh cứ gọi bác Hà ơi, bác Động ơi. Xong là cứ về kia lại cứ gọi mẹ cô Huệ là mẹ anh ấy, là hỏi là bác Hà bác Động có chạy lên đây không hay là chết hết rồi. Ui giời ơi. Bảo nhà bác ấy trắng hết rồi. Từ vì bảo nó sập trắng hết rồi mà. Thế là ui giời ơi, nhà tôi ở trên kia thì bảo là thôi thế là hết tất, chẳng còn gì. Vâng. Thế nhưng mà may là cũng còn sống đấy, không nếu mà anh không xuống cứu thằng cu con nhà tôi, cái thằng cu Liệt kia thì đúng là cả nhà không ai dám đi. Vâng. Thì là chết hết. Ủa, nếu mà không có cái anh hàng xóm đấy, kia anh đúng? Hàng xóm anh béo anh Huy đấy, anh đến anh cõng đúng không? Anh ấy cõng cái thằng Liệt với cái chú bên này là chú ấy dập bờ rào để đưa lên trên đây, xong là trơn lắm, xong lại cõng lên trên đồi kia bảo là tức là lúc đó anh ấy, may có anh hàng xóm đến đây cứu đấy, thì lúc đó là mình mới dám mình để mới dám để đi, không đi. Thì là còn chạy lên trên kia cơ, cứ bảo là cho nó cũng lên đấy. Ồ, những cái giàn sắt lúc đó là nếu mà không không đi là coi như là chết cả 5 người đấy. Vâng. Ôi bảo là may mà số vẫn còn may cho nên mà sập nhà sập cửa, nhưng bảo thôi còn người là cũng còn tốt lắm rồi. Dạ. Đấy, giường chiếu các kiểu coi như là đi hết tan luôn. Vâng. Đồ đạc coi như là trôi đồ hết đạc luôn. Trôi hết luôn. Cứ đi kê tủ mới kê giường thôi, các cái đồ lặng mà. Vâng. Chả nghĩ gì đến cả, thế là thôi. Khiếp, nghe cô sợ. Kể mà sợ quá, nghe đấy. Bà kể mà sợ quá. Nó rú, nó hú lên. Đấy, rú như cái máy bay. Okay. Ai ở đây người ta bảo là. Ủa, đúng là không biết là làm sao. Sao mà cái quả đồi kia nó nổ, đấy, nó sập xuống như mà thế lại nghe mà. Tiếng rú như thế được nhỉ? Như kiểu động đất hay là sóng thần không biết. Ồ, thế à? Cái cô ở bên kia nhà cô thì cô bảo cô xe, cô nhà cô cao mà. Vâng. Thì cô bảo cô đứng ở cửa cô nhìn coi như là cứ như một cái khói nó vụt lên cao, cái làn khói ấy, xong khói nó vụt nó rít mà cô cô còn nhìn đấy. Đấy. Vâng, bảo là rít trên đấy xong bắt đầu nó mới lổ đến bùng phát là ngọn nước lên cao lắm. Wow, sợ thế. Thế nó mới bật được lên, nó mới vào đây này đấy. Khiếp. Đấy, sợ quá. Sợ quá nhỉ. May mà bây giờ lại xong bắt đầu lên ở nhà trên cô kia phải 7-8 ngày. Trường, đến lúc cái xưởng này người ta cũng ấy đấy, cái xưởng ngói của món các anh ở huyện này. Thế là bắt đầu các thầy giáo, cô giáo mới lại... dân ấy thì mới dọn cho được cái góc cái gian chỗ này để chuyển về đây. Vâng. Thế những cái đồ này là mới gom về đấy ha? Vâng, đấy gom về thì cái tủ lạnh lúc này cô bà kể đấy ha? Vâng, đấy cái tủ lạnh thì kia thì nó trôi đi, còn cái máy giặt này thì nó trôi vào cái chỗ kia, cả cái máy điều hòa của thì đấy. Cũng móp méo hết rồi. Vâng. Rồi cái này rồi mai mốt là bán thôi, bán sắt vụn thôi. Đấy, xong là ông thì nhận quà thì bị tai nạn, còn cô con gái thì cũng đâu, bị tai nạn. Đi, đi, thế là cả nhà cứ bị luôn. Cứ con liên chào, tiếp, liên tiếp. Con chào luôn. Cả nhà nhé. Vâng. Ông đi nhận đồ cứu trợ xong bây giờ lại bị thương thế luôn à? Vâng, đấy. Con chào ông nhé. Dạ. Dạ vâng, con chào ông. Ôi dồi ôi, sao mà mặt mũi như này này. Ông bị mới ra viện hôm qua. Mới ra viện hôm qua. Đi nhận đồ cứu trợ là bị tai nạn xe máy à? Đi lấy đi quà. Đi lấy quà ra đây. Dạ. Xong một cái thằng nó đi cùng chiều nó lai một cái tải cầm cành. Vâng. Thế là nó quẹt vào đầu ông. Đầu xe của ông. Thế là ông bị. Vâng. Tội nghiệp ông. Nằm đúng một tuần. Vâng, thế có bị bể xương má không? Không may. Vâng, không bị bể xương má mà nhìn mặt ông đấy, vâng, cả nhà chúng ta nhìn thấy ui giời ơi. Bây giờ nó đỡ rồi, ra viện khiếp. Nó đỡ rồi đấy. Hít hết hai mắt rồi. Bị thâm như này mà không bị bể xương thôi thế là cũng may rồi. Bác sĩ còn bảo phải. Vâng, thế đây là con trai của ông à? Hả? Đây là con trai của ông đây à? Đấy, thằng Liệt đây, con trai của ông đây. Chào em nhá. Chào em. Ôi dồi ôi, thế em bị làm sao thế này? Liệt hai chân hai tay. Bị tai nạn giao thông à? Vâng. 11 năm nay rồi. Cả nhà chúng ta là quay nhìn đây, nhìn em trai đây thương thế. Bị họng một mắt này, trán thì móp này. Bây giờ là liệt hai chân này. Liệt hai chân hai tay luôn này em. Ôi dồi ôi, bị tai nạn xe máy à? Vâng. Ui dồi ôi, khổ thế, nhìn thấy em thương thế. Ở đây à? Coi như bác sĩ bảo là 100% là chết. Vâng, lồi mắt ra, lồi óc ra. Ui dồi ôi. Vâng, đấy cái chỗ lõm kia là lồi óc ra đấy, vứt đi một chén óc. Chỗ trán kia. Vâng, thế cho nên là đến lúc là tỉnh dậy thì không biết làm sao là chân tay liệt hết mà cho đi phục hồi rồi.
cả xuống Bạch Mai các thứ mà không không được. Ừ. Bây giờ là em vẫn nhận biết được, vẫn hiểu được. Vâng, đúng không? Chỉ có mũi là ấy lại vẫn được. Tay chân là không cứ. Tay chân không. Không làm gì được. Không cả. Bê được ăn, không ấy cả, phải xúc bó hết. Ăn là cũng mẹ chăm à? Vâng. À. Có tự vần vần người ra được phía ngoài này không? Chống tay có. Xuống. Chống tay xuống. Đây. Ồ, đây nhìn em. Thì ấy như thế đấy, thôi. Ra đây anh em mình ngồi nào. À. Cho nên là vừa rồi là đi chạy lũ là cũng đấy, rất là gian nan đúng không? Tay không bám được đâu chú anh. Tay nó chỉ thế thôi, còn không lâng cao lên được. Tay cũng chỉ như thế này. Chị đặt lên bên đây nó sẽ không co được. À. Không lắm được, không cầm được. Đi tập vật lý trị liệu nhiều chưa cô? 8 tháng ở trên bệnh viện phục hồi Lào Cai. À đấy ha. Xong lại cho đi 3-4 năm tháng của thứ tư ấy. Cái vâng. anh ấy bóp cho, xong bắt đầu về lại cho. Họ cứ bảo thuốc ở đâu thì là cho đi lấy về cho sắc cho uống. Vâng. Đi Bạch Mai. Xong đi Bạch Mai. Bạch Mai, vâng. Bạch em Mai. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ủa 38 à? Sinh năm 86 à? 87. 87 à? Vâng. Chưa vợ. Đấy, có mỗi một thằng con trai thì là đi với người yêu đấy. Xong là đi dạy học là không về nhà, là đi đường để lên với người yêu, xong là bị đấy. Chưa cưới, chưa. Đang yêu. Đi chơi với người yêu về là bị tai nạn. Đi dạy học xong là đi luôn. À, không về, giáo viên mà. Trên đường đi làm về, không về đi theo đường này, đi lên chỗ người yêu chơi thì đi theo đường tắt thì để bị ngã. À. Thường thế cho nên tức là vẫn bây giờ em vẫn nhớ được cái rất tần tật mà nhớ hết đầu óc mỗi đôi tay. Ở là hôm nọ lấy cái suất của chị Trâm ấy để bảo à, Mai đi ra. Em bảo sao? Có nghĩa là tay chân em thì liệt hoàn toàn nhưng mà đầu óc em thì không có một vấn đề gì hết. À. Tất cả từ trước đến giờ là không quên một cái gì cả. Không quên một cái gì cả. Vâng, nhớ tất hoàn toàn. Chỉ mỗi tay chân là chịu hơn 11 năm nay rồi. Cái sự việc hôm đó là như thế nào? Có nghĩa là đi làm ở trong trường thì ngày thì giáo viên. Về thì giáo viên thì làm dạy xong hôm đấy là xin anh hiệu trưởng nghỉ để hôm sau đưa mẹ đi lên đầy tháng đứa cháu trên Lào Cai thì anh cho nghỉ rồi hôm đấy bảo thì là về sớm về muộn thì bảo thôi thì đi lên chơi với người yêu một tí buổi tối hôm tối về thì sáng hôm sau đưa mẹ đi thì trên đường đi lên đấy thì là bị ngã. À, tự ngã. Tự ngã luôn ạ. Sở thế nghe bố mẹ lúc này bảo là chán vợ mắt thì lồi ra đấy trong thời gian là đi ở bệnh viện Lào Cai đã chữa ra rồi nhưng mà đi Việt Đức về xong rồi đi phục hồi ở 8 tháng trên Lào Cai bệnh viện điều dưỡng thì là ngâm thuốc nam thì nó còn nhồi thoi hết xương ra phải lại đi gấp lại rồi họ gấp chưa hết lại phải họ tưởng là chết là họ không không biết là các bác ấy vẫn còn sót xương ở lại thế là trong thời gian ngâm thuốc thế là tròi ra thế là mắc vào khăn mặt thế là lại phải đi lại xuống 500 giường để coi nhà để rút lại những mảnh xương vỡ đi ra xuống gặp đúng bác trưởng khoa đến mổ bác bảo là vẫn còn sống à nghe mình choáng khiếp nhỉ bác trực tiếp là mổ ca đấy bảo là vẫn còn sống à khiếp thế tội nghiệp thật sợ thế nghe rùng nghe sợ quá chị Thụy đấy. Đấy, nhà thế. Ơ, ờ. Ê, đại ca. Ơ, đi vào đây. Đi chợ. Đi mua thuốc. Quen à? Quen, đây, ngồi. Ôi giời ơi, đúng là anh em mình lại có duyên gặp nhau rồi. Đại ca ngồi đấy. Ơi, trời trời. Em có nhớ, anh có nhớ em được không? Dạ, thì hôm qua mới vào nhà mà. Hôm qua vào nhà làm gì nhỉ? Hôm qua vào nhà phỏng vấn. Phỏng vấn á? Phỏng vấn xong rồi làm gì nữa nhỉ? Dạ, mới cho ít tiền vào đấy. Rồi lại nhà. Hôm qua gặp anh, gặp vợ chồng anh xong ấy, về em đăng lên trên mạng mà cả thế giới khen anh chị luôn. Vâng, đây, ai đây em đọc cho anh nghe này, đây, em đăng lên mà ai cũng khen anh, cả thế giới khen anh chị luôn này. Đây, nhìn thấy không, nhìn thấy anh chị trên video đấy chưa? Thấy chưa? Đây, chuẩn bị em đọc những bình luận nha, đọc những bình luận của mọi người nhắn nha. Đây. Đây đâu rồi, đây rất nhiều bình luận bảo là anh chị là thật thà, anh chị dễ thương, bảo anh chị bị nhà sập nhưng mà vẫn lạc quan, đấy cho tiền nhưng mà không có tham, đấy đưa một cục nhưng mà nói thôi lấy một ít thôi còn săn đôi để cho người khác nữa, đấy
rất là tình cảm. Đấy, thế là hôm nay lại tưởng là không gặp nhau nữa, nhưng hôm nay lại có duyên gặp nhau đây. Lúc đấy thấy ở kia vào đi phố tí thằng Lang, thấy vào trong này thằng Lang sẽ gặp. À, sẽ gặp à? Mới vào thấy đỗ xe đây. Đây, anh này là anh gì nhỉ? Quên mất tên. Anh tên là Tân, Đỗ Minh Tân. Đỗ Minh Tân, Đỗ Minh Tân với vợ tên Long đúng không? Là Long Hồng Huệ. À, Long Hồng Huệ, vâng, đấy. Họ Long Hồng Huệ, đấy. Hôm qua Khánh cũng tình cờ gặp anh này đứng giữa mưa cả nhà, ở bên cái cành căn nhà đổ nát luôn. Đấy, cũng rất là thương, cho nên là ghé vào thì cũng gọi là cụ ít lòng nhiều, thay mặt quý vị đồng viên cho vợ chồng anh chị 5 triệu. Hôm nay là anh em lại gặp nhau ở đây. Vâng, ok. Bà ơi, thì hôm nay con cũng được chị Thủy giới thiệu cho con và cũng đến đây và nhìn thấy được cái nhà cửa của bà là bị sập đổ hoàn toàn như vậy là chúng con cũng rất là thương. Đấy, đã như thế rồi lời con của bà thì em cũng không may là cũng bị tai nạn, bây giờ cũng không còn khả năng lao động nữa. Đó, thì con cũng làm bên cái chương trình thiện nguyện đấy. Thì hôm nay thì con thay mặt cho các nhà hảo tâm. Có chút chia sẻ giúp đỡ cho gia đình bà nhé. Vâng. Đây, bà tên gì à? Nguyễn Thị Hà. Bà Nguyễn Thị Hà. Nguyễn Thị Hà. Hà. Thế sao? Hà. Hà. Sao không cho dấu Huyền nữa dễ đọc. Huyền là chị gái thôi. À, chị gái Huyền nữa. Vâng, đây. Con thay mặt các nhà hảo tâm giúp cho gia đình mình là 10 triệu bà nhé. Gia đình cũng không biết nói gì hơn, cũng xin là chân thành cảm ơn tất cả các anh cũng như là các mạnh thường quân, cũng như là kiểu toàn nước ấy đã ủng hộ để mà cứu vớt những cái người lụt lội như là các bạn. Bà cũng xin là chân thành cảm ơn tri ân tất cả công đức của các mạnh thường quân cũng như các anh thường nguyện. Rồi, bà xúc động quá, bà nói chuyện mà khóc nức nở luôn quý vị ạ. Đây, bà lên đây ngồi cùng với con trai nữa, đây con chụp tấm hình này là con tạm biệt bà nhá. Đây, cầm cái tiền này, đó, nhá. Hôm nay thì con cũng biết rằng là cái sập nhà, mất tài sản của bà là rất là lớn rồi. Bên cạnh đó thì còn phải chăm sóc con trai cũng bị bại liệt như này nữa, rất là thương. Thì chúng con thay mặt các nhà hảo tâm của ít lòng nhiều động viên ông bà với là em trai ở đây 10 triệu để mình góp thêm một tí rồi mua sắm lại những cái thiết bị sử dụng trong gia đình. Đấy, cũng như là một phần nhỏ góp với ông bà để sửa sang nhà cửa nhé. Nói chung cái này thì cũng như muối bọ biển thôi, nhưng mà thôi thì bây giờ thì cứ một người một tí. Bà nhé. Không biết nói hơn, xin chân thành cảm ơn các anh cũng như là các mạnh thường quân, các nhà thiện nguyện. Thế nhá. Thế bây giờ con về nhá. Vâng. Anh về em nhá. Chào em nhá, bắt tay cái nào. Bây giờ về xuôi à? Dạ. Không, bây giờ là về là đi chỗ khác. Chưa về hẳn đâu. Dạ, con về bà nhé, bà cất tiền đi nhá. Đấy, một cái đó là con lấy trong ngân hàng ra vừa tròn 10 triệu luôn đấy. Nhá. Cất đi. Đấy, vừa tròn 10 triệu luôn. Xin cảm ơn các anh. Dạ, con về nhá. Anh Tân hả? Rồi, chào anh Tân nhá. Sắp xây nhà chưa? Chưa. Mai ngày kia mới xúc đất à? Đợt này được tính là xây khoảng nhà khoảng tỷ mấy? Nào gì tỷ mấy à, giỏi lắm, trên trăm thôi. Trên trăm à? Trên trăm là 200 hay 300 hay 500 hay 900 như thế? Làm gì thế, giỏi lắm, trên 150 thôi. 150 thôi hả? Anh rất là giật thật thà, dễ thương. Đấy, đăng video lên mà ai cũng khen. Cả nhà chúng ta chưa xem video thì hãy vào cái video mà Khánh có đăng trên YouTube nhá. Tình cờ gặp người đàn ông đứng giữa mưa bên căn nhà đổ nát. Đấy, nơi vùng lũ Lào Cai đấy cả nhà. Ok. Em về nhá. Đấy. Con chào bà, con về nhá. Chào các anh nhá. Ok. Đấy, một lần nữa nhìn cái căn nhà đổ nát của bà đó. Quý vị lại chào ông tí luôn để về. Con chào ông, con về nhá. Cảm ơn các cháu. Vâng, con về nhá. Quý vị thân mến, lại là một cái video tiếp theo mà Khánh mời quý vị chúng ta sẽ đến với rốn lũ Lào Cai quý vị ạ. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở tại xã Tân Dương của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai quý vị. Nơi đây thì trong cái trận lũ vừa rồi đấy, cơn bão số 3 và gây ra mưa lớn thì quý vị chúng ta nhìn thấy rằng là ở đây ngập, gọi là ngập cao lút nhà luôn quý vị. Với cái sức chảy
dòng chảy nó rất là xiết, nó cuốn trôi hàng biết bao nhiêu của cải vật chất và làm sập cuốn trôi hàng rất nhiều ngôi nhà ở trên dọc cái tuyến con sông chảy này, chị hả? Sông chảy, sông chảy, sông chảy, sông chờ ai chay hỏi sông chảy, 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 chảy xiết ấy, chảy xiết đấy. Đấy, thế là ngôi nhà chúng ta đến là đi bên tay trái đây rồi. À, ngôi nhà bây giờ chúng ta đến đấy, là bên tay trái à? Đấy. Nhà nào chị? Đấy, cái nhà là sập hết đây. Nhà bên này á? Đây, đây. Không còn gì đây nữa? Không còn gì nữa. Và kia cái nhà cháu bé ở nhờ đó. À, bây giờ thì Khánh sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ đồng hành cùng với Khánh, cùng với chị Thủy. Đấy, một người dân địa phương ở đây. Bên tay trái đi, Khánh. Một người dân địa phương ở đây sẽ dẫn Khánh đến thăm một cái câu chuyện, một hoàn cảnh rất đặc biệt đáng thương ở đây quý vị. Đây, được rồi. Đấy, nhà cũng bị lũ cuốn sập hoàn toàn luôn. Và trong một cái hoàn cảnh cũng cực kỳ éo le nữa. Thì bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi thăm nha. Chào chị. Em chào chị nha. Chờ tí chị. Em chú quen quen à? Chết rồi. À. Đấy. Ôi dồi ôi. À, thế là chị cũng biết em à? Fan rồi, fan rồi. À. À, chị này là bảo là vợ Khánh nói chuyện dễ nghe. Vợ Khánh là nói chuyện là nặng, giọng là nặng nhất Việt Nam luôn. Đấy, quý vị nào mà chưa biết vợ Khánh thì có thể là lên Facebook gõ là Hoàng Như Phượng. Cái fanpage mà có là 410.000 người theo dõi đấy. Nghe giọng nặng nhất Việt Nam. Xem suốt mà không bao giờ gặp được chú đúng không? Nhưng hôm nay lại chú. Ừ. Bây giờ thì vào nói chuyện. À đúng rồi, đúng rồi. Mấy cháu ăn cơm cháy không? Có bé nào ăn cơm cháy không? Đây đây, có ai ạ? Có bé nào ăn cơm cháy không? Đây đây đây. Ra chú tặng cơm cháy này. Đây đây. Cơm cháy. À, ok. Ấy chà chà. Sao chị? Vâng vâng, chị Thủy, tức là cái nhân vật này à? Đó, mẹ đấy, mẹ à, của chị cháu gái bé đó. Đứng đây trò chuyện tí đã. Sau tí nữa vào biệt thự sau. biệt thự bên kia. Dạ. Yeah. Chào chị nhá. Tức là chúng ta là có quen biết nhau ở trên YouTube rồi. Vâng. Em gặp mic em trò chuyện chị nhá. Vâng. Chị cũng có xem kênh của chú, chị vâng. cũng hay xem suốt. Vâng. Dạ. Vâng. Hôm nay mới được gặp chú. Dạ, vâng. Em cảm ơn chị. Vâng. Đó là em có nghe chị Thủy ở đây. Vâng. Dạ, có là một người dân địa phương ở đây cũng có kết nối với em và vâng. được biết là gia đình chị là vừa rồi là cũng bị lũ cuốn trôi sập nhà hoàn toàn. Vâng. Và trong một hoàn cảnh lại éo le nữa. Vâng. Nên chúng em đến thăm hỏi động viên một chút chị ạ. Vâng. Dạ, tức là bây giờ là mình đang ở đây à? Vâng. Nhà chị thì ở bên kia sập đấy, cái đống gỗ kia. Đâu, đây, đi sang xem nhà vâng. chị nào. Chị tên là gì? Chị tên là Lưu Thị Sáu. Lưu Thị Sáu à? Vâng. À, Lưu Thị Sáu. Vâng. Thế là nhà là có 6 hay là 7 anh chị em? À, chị được 3 cháu thì à? Cháu thứ hai là con gái bị khuyết tật. Không, ý là em hỏi là à? Chị là trong nhà là chị con thứ 6 à? À đúng rồi. À. Vâng. Thế ông bà đẻ được 8 hay là 9 người? Ông bà chị sinh ra được 8 nhưng mà mất 2. À. Vâng, thì còn 6 nhưng ông bà bố mẹ chị mất hết rồi. À. Vâng. Đây là căn nhà của đấy, chị à? Đây nhà của chị. Hôm mà bị mưa lũ thì là sập nhà hoàn toàn đây, gãy đổ đây. À. Đấy, nó là một đống gỗ đây. Tức là nhà chị là nhà gỗ hả? Đấy, nhà gỗ à, đấy. Sập hoàn toàn đây. Vâng, bây giờ là chị đấy. Góp nhặt được những cái miếng gỗ nó lại nữa vâng. thôi đúng không? Đấy, thế là họ đi qua thì họ cũng bảo thôi, họ cũng thương lượng thì họ trả cho mấy đồng để họ lấy làm củi. À. Thế là họ cắt ngắn ra thì họ chưa bốc đi. À. Còn là các mạnh thường quân thì cũng hỗ trợ chị được một ít tiền thì chị làm cái mặt bằng à. Để cố gắng xem là khắc phục, hay là nếu như mà có các mạnh thường quân giúp gia đình nhà chị thì chị cũng làm cái nhà ở. Vâng. Nếu mà thôi thì thế được bữa nhiều. Giờ là các đoàn về giúp cho được nhiều chưa? Cũng được khoảng hơn 100 thôi. Hơn 100 triệu rồi. Vâng. Dạ. Còn được khoảng 200 chưa? Chưa. Bây giờ chị đang ở nhờ nhà đứa cháu bên này. À. Bố mẹ chị thì cũng nghèo lắm, chẳng có cái gì đâu. À. Anh trai ra đây ở thì là anh ấy cũng mua được một ít đất. Thì ừ. là nói chung là nhà chị thì hoàn cảnh lắm. Ngày xưa bố mẹ thì ở dưới quê Ninh Bình lên trên này. Ừ. Nên là thì anh em thì cũng di tản để đi làm con nuôi dân tộc các thứ hết. Vâng. Thì có mỗi chị mới lại ông anh trai cả là ở với bố mẹ thôi. Vâng, vâng. À. Thế nhà chị ở bên này thì sập hoàn toàn. Nước nó ngập lên sau nhà bên này cũng thấp thấp mà lại không à, sập nhỉ? Không phải mà, nghĩa là cái nước khi nước lên thì cũng chưa sập chú ạ. Nghĩa là cái quả đồi bên kia
nó sập xuống thì nó đánh sóng sang bên này. Thì cái nhà đứa cháu này thì nó vướng cái bụi tre mấy cây này, nó cản thì nó đỡ. Còn nhà chị với nhà bên cạnh chính diện thì là bị sập. Khánh hỏi như thế cả nhà chúng ta đừng có nói Khánh là nói ngu nhá, nói dại mồm nhá. Bởi vì tại sao là cái nhà bên này không sập? Bởi vì là Khánh thấy là nước nó ngập lên mà mà nghe mọi người kể là nước nó ngập lên lút nhà bên này. Đấy lên đến tận ngọn này này. Nước nó ngập lên thế này. Nhưng mà cái nhà này là được tấn bởi ở bên này là có mấy cái tre này đúng không? Có mấy cây cối này cho nên là nó cản lực của dòng nước đúng không? Cho nên thành ra là nó đỡ hơn. Thế là chị là vợ chồng làm nghề gì? Chẳng có nghề, chị thì ở nhà trông con bé Liệt thôi. Chào cô. Còn anh thì đi làm thuê. À. Thế còn đứa bé gái út thì cháu học xong cấp 3 năm ngoái, bây giờ đang đi học nghề. Còn là thằng con trai nhà thì là được ba người con à? Vâng, con trai thì lấy vợ, thì bây giờ vợ đang có bầu thì cũng chỉ đi làm thuê làm mướn thôi, cũng không có công ăn việc làm thì. Dạ. Yeah. Úi giời, con chào bác nhá. Vâng vâng, con chào bác. Dạ. Yeah. Ấy chà, ở đây có tiệm cắt tóc luôn à? Ôi giời. Lũ lụt nghèo đói quá. Ai chà, chơi có tiệm cắt tóc luôn à? Hay quá, em chào anh nhá. Tự cắt cho nhau thôi. Ấy chà, chơi cái tiệm cắt tóc mà lại có cái này hay thế. Tự cắt đấy. Hả? À. Ừ. Đấy, thợ cắt tóc. Tức là chị Sáu. Bây giờ là đang tạm ở đây hả? Anh trai ha, con chào chú nhá. Vâng vâng. Anh trai cả mà chị là út. Tức là nhà đây, nhà anh trai. Con của anh trai đây. Nhà con của anh trai. Thế còn con của chị đâu, nghe bảo là đứa bị đau ở đâu? Mình có đưa cháu ra ngoài này được không chị? Và em bây giờ là chân cẳng nó người bẩn lắm, ủng hiếp bẩn lắm. Ôi. Không không không. Lấy cái gì đây cho cháu nằm xuống. Úi giời, sao bùng trong nghe thế chuốt đấy. Úi giời ơi. Đây là đứa thứ mấy của mình đấy chị Sáu? Thứ 2 chú ạ. Găm cái mic em trò chuyện tí này. Bỏ cái găm. Đây cái đó bọc cái găm vào. Rồi ok. Đây là đứa thứ hai à? Vâng, đứa thứ hai. Cháu sinh năm 98 đấy ạ. Sinh năm 98 đấy. Vâng. Tuổi hổ đấy. Vâng, cháu tuổi hổ ạ. Tuổi hổ mà bây giờ queo cắp ra tồi thế. Vâng. Lúc 2 tháng rưỡi cháu bị sốt giật. Dạ? Lúc 2 tháng rưỡi là cháu bị sốt giật. 2 tháng rưỡi là cháu bị sốt co giật á? Vâng, bị sốt co giật. Chết rồi đấy. Xong bảo đưa về, xong là bệnh viện đây họ trả về, xong tôi ở bên ngoại, bảo cái viện cho ông ngoại, ông nội nó sang, để đọc cái thu. Vâng. Viện cố ở Ben, thế là cố ấn đồng lục lộ một vài phút. Cháu được xong lại, cố lại dơ lên. 3 tuổi, 4 tuổi em, chị cũng đưa về Hà Nội để khám chữa, nhưng mà bác sĩ bảo là bại não rồi, không chữa được. Vâng. Vâng. Con gái à? Vâng, cháu con gái. Dạ. Yeah. Rồi ra đây ngồi chị. Để cho cháu nằm đó thôi. Ra đây ngồi chị trò chuyện tí, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình tí nào. Dạ. Yeah. Thế là nhà thì sập rồi. Vâng. Nhà là chị Sáu là có 3 người con. Vâng. Đó, thế là con lớn thì lấy chồng rồi à? Hay lấy vợ rồi? Cháu con trai cháu lấy vợ. Lấy vợ rồi. Cháu lấy vợ cưới tháng 11 năm ngoái. Dạ. Yeah. Vâng. Thế còn con gái út là... Con gái út thì cháu mới học xong cấp 3 năm ngoái thì cháu cũng đi làm thuê thôi. Dạ. Yeah. Vừa rồi cháu đi công ty. Còn là anh thì cũng đi làm thuê, ai có việc gì thì đi làm. Thuê ở đâu? Làm thuê đi nuôi cá thuê ở trên Sapa. Anh ở đây, mấy hôm nay anh về. Ở đây đó, chồng của chị đấy hả? Vâng. Chào anh nhá. Thế bạn này giống bố nhỉ? Vâng. Bạn này giống bố như đúc luôn. Vẫn hiểu đấy chưa đúng không? Có, nói thì cháu biết. Nhưng mà cháu nói thì ngọng, không nói được. Không nói cháu biết hết. Nói là vẫn hiểu hết hả? Vâng, cháu biết hết. Xem tivi cháu vẫn nhận thức được. Nhưng một cái là không nói được và không tự làm gì được, nghĩa từ ăn bón sinh hoạt là phải phục vụ cháu từ A đến Z. Vâng. Mỗi ngày là cháu phải uống 2 viên thuốc co giật. Và mỗi ngày là phải uống 2 viên thuốc co giật. Mỗi ngày là uống 2 viên thuốc đấy, chỉ mua ngoài thôi, không trông cháu trong ấy cũng không được hỗ trợ. Vâng. Thuốc vẫn phải mua ngoài luôn này. Vâng. Dạ. Nếu mà không mua, không uống thuốc đấy thì đêm cháu không ngủ được.
Vâng, sáng uống một viên thì cái thần kinh cháu nó thoải mái. Thì cháu xem tivi thì nếu như mà có, nếu không có thuốc là cháu cứ giật là cũng không ăn được. Không xem mà đêm cũng không ngủ. Như là lúc nào cũng cảm thấy thần kinh cháu nó cứ căng thẳng. Tay nó cứ nắm như thế này. Bây giờ là đang ở tạm của nhà cháu ở đây. Em giới thiệu với chị thì em Hào Huy Khánh thì chắc là chị cũng xem chương trình của em, chị biết rồi đúng không? Thì hôm nay chúng em đi làm thiện nguyện, đi thay mặt cho các nhà hảo tâm trên kênh của em đấy, hướng về đồng bào miền Bắc. Và được biết là gia đình của chị thì cũng bị sập nhà hoàn toàn. Rồi trong một hoàn cảnh éo le, cháu lại bị bại liệt, bị như thế nữa, rất là thương. Em thay mặt các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình mình một chút để chị chuẩn gọi là mua sắm những cái đồ dùng trong gia đình nhé. Chị cũng xin cảm ơn chú và các cô đã nhiệt tình mà đã không mất chút thời gian vất vả thì cũng giúp đỡ gia đình chị. Chị đã được nhận số tiền mà chị cũng cảm ơn các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị. Chị cũng chúc mọi người mạnh khỏe, an lành. Đây là số tiền 10 triệu chị nhé. Vâng. Em thay mặt các nhà hảo tâm giúp với chị góp thêm để mai mốt sửa sang nhà cửa để anh chị với các em là sớm ổn định cuộc sống nhé. Thế thôi. Bây giờ thì cũng muộn rồi, em còn đi chỗ khác nữa, em về nhé. Con chào cả nhà nhé. Con chào bác nhé. Rồi chào các anh nhé. Anh cứ cắt tóc đi. Chị Thủy ơi, anh chị em mình về hả? Như vậy là chúng ta đi hai gia đình rồi hả? Quý vị thân mến, như vậy là từ lúc nãy giờ thì quý vị chúng ta đã đồng hành cùng với Khánh theo chân chị Thủy, một người dân địa phương ở đây, đến thăm thêm hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị lũ cuốn sập nhà hoàn toàn, rất là thương. Và những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng nhìn thấy được cái sự đau thương mất mát và rất đáng thương của bà con vùng lũ quý vị. Khánh xin truyền tải đến những cái thông tin đến tất cả quý vị, và một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với Khánh. Quý vị chúng ta có những cái lời chia sẻ, những lời góp ý, những nhận xét gì, hãy để lại những bình luận trong video cùng với Khánh cả nhà nhé. Còn bây giờ thì xin chào toàn thể quý vị, bye bye.